đi xuống tầm 67 độ. Các bạn đã thấy các nước đều đóng băng. Đây là một cái thác nằm giữa nước Mỹ và Canada. Do không khí lạnh từ phía Bắc vùng cao tràn xuống nên nước Mỹ và Canada hứng chịu một đợt lạnh vô cùng lịch sử, âm 67 độ đến âm đến 67 độ. Các du khách ở đây rất là thích thú khi thấy những bức tranh nước rơi và đóng băng giữa không trung.